Này, chắc hẳn các bạn cũng biết rồi đấy, cuộc sống đôi khi giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc. Nhưng tin vui đây, bạn hoàn toàn có thể vượt qua mọi thử thách. Khi mọi thứ dồn dập ập đến, công việc, học hành, các mối quan hệ, bạn có thể cảm thấy choáng ngợp. Nhưng hãy dành chút thời gian suy nghĩ, bất kỳ thử thách nào cũng có thể được chia nhỏ ra. Giống như khi ăn một chiếc bánh to, bạn đâu thể nuốt trộn nó một lần. Bạn sẽ ăn từng miếng một, đúng không? Bạn đang gặp khó khăn với một môn học nào đó. Thay vì nhồi nhét toàn bộ giáo trình, hãy chia nhỏ nó ra. Mỗi ngày học một phần. Hãy nhớ, mỗi bước tiến nhỏ đều đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu của mình. Đừng để khó khăn khiến bạn vấp ngã. Hãy biến chúng thành những bậc thang trên con đường của bạn. Mọi nỗ lực dù nhỏ bé cũng đều đáng giá. Vì vậy, lần tới khi cuộc sống trở nên hỗn loạn, hãy cứ tiến từng bước một. Bạn làm được mà.